mạng xã hội ngày càng trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của học sinh tuy nhiên tác động của nó không chỉ mang lại những ảnh hưởng tích cực mà còn đồng thời gây ra những vấn đề tiêu cực đáng lưu ý mạng xã hội giúp học sinh mở rộng mạng lưới xã hội và tạo cơ hội giao lưu học hỏi việc chia sẻ thông tin ý kiến và kinh nghiệm trên các nền tảng như facebook hay instagram có thể tạo ra một sân chơi trí tuệ và sự sáng tạo học sinh có thể kết nối với đồng học tham gia các nhóm học tập trực tuyến từ đó nâng cao khả năng học và hiểu biết tuy nhiên sự tiện lợi này cũng đi kèm với những rủi ro trầm lặng và nghiện mạng là những vấn đề ngày càng trở nên phổ biến trong cộng đồng học sinh việc dành quá nhiều thời gian trên mạng xã hội có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần và thể chất của họ làm giảm khả năng tập trung vào việc học và giao tiếp trực tiếp một khía cạnh tiêu cực khác của mạng xã hội là vấn đề an ninh thông tin học sinh thường xuyên chia sẻ thông tin cá nhân hình ảnh điều này có thể tạo ra rủi ro về quyền riêng tư và an toàn trực tuyến họ cũng dễ bị ảnh hưởng bởi những nội dung tiêu cực gây áp lực về hình thể và sự so sánh không lành mạnh với người khác tóm lại mạng xã hội mang lại cơ hội và lợi ích cho học sinh nhưng cũng đồng thời đặt ra những thách thức và rủi ro sự cân nhắc và giáo dục đúng đắn là cần thiết để họ có thể tận dụng mạng xã hội một cách tích cực và an toàn đồng thời duy trì sự cân bằng giữa thế giới ảo và thực tế